Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay cái loại giường của anh Vũ nha anh em, để giới thiệu với anh em một số phô mai vàng, một số phô mai túi quý nha. Và sáng hôm nay anh Vũ là hàng khá đẹp bự để phục vụ với anh em nha. Giá mềm không nha anh em, giá hôm nay là giá chi ăn luôn ha, chi ăn anh em trên clip luôn ha. Đây quần sáu mấy 70 nè anh em, ngủ quá đẹp ha, lùng lực, tắt năng tạc giá mềm không nha anh em. Giờ clip giờ kêu giờ rút giảm để cho anh em nhiều lắm ha. Thôi anh gục coi. Rồi, để nói đầu tiên là chào tất cả anh em YouTube ha. Hôm nay chương trình lên là có 13 phôi về và một phôi túi quý. Mà nhắc lại số điện thoại anh gục. Số điện thoại là 0907 914 218. Rồi số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái hình chung xanh cho em dễ quan sát nha nè. Đó là cây số 1, cây mai vàng. Sát lớn giá mềm hả nè. Mới bứng về hôm qua luôn nha anh em. Ok. Chỉ vệ sinh sơ ha, cho anh em thấy đấy ha. Cây này nó người ta trồng trong cái lưu nha anh em. Nè, anh thấy không, cũng lưu nữa nè. Ok. Thành trong cái lưu, đế gà trong cái lưu với mấy gà ha. Cây này bự lắm nha anh em. Cái cũ này tới 70 mấy 80 nè anh em. Anh em nhìn nè, hai tay đưa luôn gì lên em mình dung ra cây bự sao ha. Cái cây này nó tựa tựa cho mình như cái bình trà vậy đó nha anh em. Có cái tay cầm luôn nè, thấy không? Nè. Quái nha anh em. Mình chà nó liền luôn nha anh em, thấy không? Nó liền, nó phanh vô là liền luôn ha. Ngay cái đèn thằng vậy đó nha anh em. Quái nha anh em. Này cho bọn đứng về anh cầm cái tay vô anh Vũ. Mặt này em cầm cái đẹp nè. Ờ. Đi ngay cái bình trà luôn nha. Đi ngang luôn hả nè. Quái. Tới 70 lần nha anh em. Giống như cái đèn vậy anh Vũ. Giống như cái đèn thằng vậy đó anh em. Cái đèn thằng hả? Quái nha. Nói chung mấy hàng này anh em nó sưu tầm hết anh em. Ok. Quái lạ ha. Bự lắm nha anh em. Rồi cho thông số luôn anh gục ơi, mã số 1 là mai vàng hả năm. Nghe cái eo này của nó là 57 nè nha anh. 57 cái eo nha anh. Đo ngang cái củ này, cái củ này như là nó nằm trên mặt chậu, nằm ngang đây nha. Ở như cái hoành này nha anh. Đây là 67 nè nha anh. 67 hoành nha anh. Nhiều nước cho anh em nữa ha. Ok anh gục. Đọc lạ như nè. Đây là 65 nè anh em. 65. Ok anh gục. Đo 20 thước ha. Chiều cao nó được, chiều cao được chim bay của nó là 92 nha anh em. Chiều cao được chim bay là 92. Đế sổ nó là 3 tắc rưỡi nha anh em. Đế sổ 3 tắc rưỡi. Anh em về chồng là nguyên cái cục đế này nó nằm ở trên ha. Nguyên cái bình trà này nó nằm ở trên mặt chậu luôn nè anh em. Quẩy ha nè, nhìn nó lạ. Cái này anh em chỉ cần chơi 3 bo thôi ha anh em. Ok anh gục. Bo diễn như bo đậu, bo đọt như bo lựa thì rồi ha. Rồi cây mã số 1 giá xanh gục ơi. Rồi cây mã số 1 giao luôn với anh em, giá cũng đó là 14 triệu 500 ha. 14 triệu 500 mã số 1 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tới quá ha. Rồi tiếp theo mã số 2 nha anh em. Mã số 2 là phôi mai vàng lùng lực sắc lớn nha anh em. Lớn vô gì không xi nhê đó nghe anh em. Ok anh. Cây này anh em làm cây đẹp lắm nghe anh em. Mã số 2 cũng là mai vàng nghe anh em. Cây này hết biết lụa nữa anh em ơi, lụa nó cứng hết trơn. Hết biết cục thịt nạc của nó. Này anh em giờ chồng gom chậu vô đu quy cục thịt chùm dung lên luôn nghe anh em. Ok anh. Có 70 thôi nè. Thông số luôn. Bình thăng là 54 nha anh em. 54 bình thăng. Cái cục thịt nạc của nó là 77 nha anh em. 77 cục thịt nạc nha anh em. Chiều cao 47. Chiều cao 47. Được cái màu 45. Được màu 45. Rồi phôi mã số 2 này giá xanh gục ơi. Rồi con mã số 2 giao lưu với anh em giá cũng đó là 7 triệu 800 ha. 7 triệu 8 mã số 2 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Ok anh gục. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 là phôi mai vàng. Đế đẹp nha anh em. Dáng đẹp nha. Cái này răng con cao cổ rồi nha anh em. Đế nè anh em coi nè. Thảo đế thế nào?
Ok anh cụ. Mai này bộ đế này quái quái quái, anh em làm cây đẹp thế nè. Chứ mình như cái con gì nó đang bò đi dưới đó nghe nè. Rồi cho thông số luôn gục ha. Quần thăng nha em. Quần eo là 29. Chiều cao là 50. Chiều cao là 50. Đường nó 35. Rồi phơi mã số 3 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 3 này giao lưu với anh em giá của nó là 3 triệu ha. 3 triệu mã số 3 nha nè. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 4 nha nè. Mã số 4 là phơi mai vàng lục lực ha nè. Bộ đế này nè. Quả đẹp anh em ơi. Cái này bộ đế như cái đước luôn nghe anh em. Đây quả lực ha. Mai vàng mà bộ đế đước, cái đước anh em. Đế này nè. Ơi ha, để quá đẹp nè mọi. Mà già mà bộ đế nó nè anh em ơi, đi ra cái đước luôn ha anh em. Có cái tử này anh em làm cây đẹp lắm nghe anh em. Có cái đuôi này anh em làm cây đẹp. Có dọc chữ C ha. Rồi, thông số luôn. 45 hoàn thăng nha anh em. Hoàn thăng là 45. Đó xích cái cũ nữa ha. Ok. Cái cũ là 56 nha anh em. Nở 56 nha anh em. Chiều cao là 50, chiều cao 55. Chiều cao 55. Được cái mẫu 50. Được cái mẫu 50. Rồi phải mã số 3 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 3 giao lưu với anh em giá cũng đó là 5.800 ha. 5.800 mã số 3 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi số ghi anh em mã số 4 nha anh em. Mã số 4 là 5.800 nha anh em. Mã số 4 là 5.800 nha. Cái mã số 4 là 5.800. Rồi số 4 5.800. Rồi tiếp theo mã số 5 nha năm. Mã số 5 là phô mai vàng dáng thú ha. Dáng thú nằm hả nằm. Xù luôn nha năm. Xù luôn ha. Xong rồi lại là cái vũ. Hết biết cái bẫy nữa nè, có bẫy chút nè. Bốn chân luôn hết nè. Cái này kêu bằng là cáo nhiều đuôi hả nè. Cáo nhiều đuôi. Chúng ta có hai cái chân nằm nhìn quái ha. Giống mấy thằng này nha. Trên này sụ chân luôn nha anh em. Anh em thấy không? Nó sụ nguyên cục này luôn nè. Cây okay. Tay cành anh em là cây đẹp lắm nha anh em. Nói chung hàng này lâu lâu mới có được cây quái gì nha anh em. Thú nó nằm rõ luôn nha anh em. Mã số 5 nha anh em. Có bụng luôn anh em. Em nhìn mặt này nè, nó có bụng luôn nè. Bụng lúa ha. Quái quái nè, đây nó có nguyên cục nuôi luôn nè anh em thấy không? Ok. Nó muốn sụ hết trơn cái này luôn nè. Cho nên anh em nuôi thời gian là sụ hết rồi nha anh em. Giờ nó chạy. Giờ khó kiếm lắm nghe anh em. Ok. Rồi, cho anh em thông số đi nha. 29 quần thăng nghe anh em. Quần eo là 29. Để đâu cái bụng nữa nghe anh em. Ngang cái eo này là 30 nè nghe anh em. Ngang cái eo 30 ha. Chiều dài thú tới 50 luôn nghe anh em. Chiều dài mình thú là 50. Chiều cao là 62. Chiều cao 62. Rồi mã số 5 này giá xanh gột ơi. Rồi mã số 5 cây mai hình thú này giao luôn với anh em giá cũng là 6 triệu rưỡi ha. 6 triệu rưỡi mã số 5 nha năm. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Ok. Rồi tiếp theo mã số 6 nha năm. Mã số 6 cũng mai vàng nó quái luôn nha năm. Anh em nào có sưu tầm chơi cây mã số 5 số 6 ha, cặp này nha năm. Quái nha. Cây này nè nó có cái đuôi nè. Dài nè. Độc lạ ha năm. Nói chung mai vàng thì mình nhiều anh em, mấy cây độc lạ là lâu lâu mới có nha anh em. Ok anh gù. Quá trời nó có cộng đuôi nó quái nè anh em nè. Mã số 6 là mai vàng nha anh em. Cây quái quá quái. Rồi thông số luôn. Ba mươi lăm bình thăng nha anh em. Bình thăng là 35. Chiều cao là 58. Chiều cao 58. Đường kính bầu là 59. Đường kính bầu là 59. Rồi mã số 6 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 6 này giao lưu với anh em giá cũng là 4.800 ha. 4.800 mã số 6 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha anh em. Mã số 7 là phôi mai vàng. Có cành hồi khá đẹp anh em, sát lớn, giá mềm. Cây này quanh nó gần 60 nữa nha anh em. Quanh gần 60 ha. Cây này bị lỗ nhẹ nè, cây này em bán xả lỗ cho anh em luôn nha anh em. Cây này okay. Em cái tài này lỡ cắt bị lủng rồi bán xả lỗ cho anh em chơi ha. Ok anh gục. Nói chung cái lỗ cái này hồi cũng không có nhầm gì hết trơn ha anh em. Ok.
Đây, nó bị cái chi tiết này nha anh em. Lại là không bị gì hết ha. Cây hỉ ra cây anh em biết rồi. Đó nè, nó bị cái tim vậy đó nè. Em chấm luôn nè, em xử lý luôn cho anh em rồi nè ha. Xử lý luôn. Xài, em xài dính diễn. Ok. Cái cây này nó nguyên cây tàn cao vậy nè. Rồi nó có một cái tim đọt đó. Rồi em mới sọc cho nó xuống cái lại. Cái này là cây trường học mai vàng thường gặp lắm nha anh em. Mình cắt tới đây nè, nó còn xuống tới khoảng chừng tới đây là hết nè anh em. Ok. Cắt tới đây quá thì coi kỳ. Đúng rồi. Mình cắt đây thì anh em lấy bo dẫn lên thì cũng bình thường rồi, em chấm lại nha. Cái này mình chấm này là chấm keo anh em mà xài dính diễn trọn đời ha. Ok anh ngủ. Bây giờ mình bán rẻ cho anh em. Nhưng mà cái chi tiết đó cũng không gì hết, nói chung anh em nhìn bình thường cũng không có ra ha, mà anh bán đâu đó anh báo cho anh em ha. Cái này chưa rẻ luôn ha anh em. Bộ đế đây nè, đủ tiền nè. Nó nở cây nè nè. Ổn hay nè. Hay là không bị đó dễ gì coi giá này. Rồi cho thông số luôn cục coi. Hoàn thăng 57. Xích xuống đây là 63 nha anh em. Xuống đây 63 nhưng hoành này 63 nha anh em. Cây này đâm lên chậu 63 hoành vậy ha. Ừ, ngoài lực lắm anh em. Chiều cao là 67. Chiều cao là 67. Rồi cái bao 45. Cái bao là 45. Cây này thì nó chỉ có chi tiết đó thôi, ngoài ra thì bao này không có gì trên, em chồng bình thường ha. Ok anh gục. Rồi mã số 7 này giá sao anh gục ơi? Rồi cái mã số 7 này em giao lưu với anh em giá của nó là 5.500 ha. 5.500 mã số 7 nha anh em. 60 hoành ha anh em. 60 hoành. Tại vì chi tiết này bán lỗ cho anh em luôn ha. Ok. Rồi tiếp theo mã số 8 là mai vàng ha Nam. Đây này gần 60 bệnh nha anh em. Quá bự. Đây này anh em nhìn trong hình như cái bàn tay nó có 5 tượng ngũ phút luôn nha anh em. Ok anh ngủ. Cái này anh em đẹp đã ha. Ok nó bự anh em luôn nè. Một cây liền lạc luôn nha anh em. Đây. Thấy không? Một bể một nha anh em ha. Một cây một à. Một cây một. Cây này là mình kêu ngũ phút hay là mình kêu cụm gừng cũng được nha anh em. Ngũ phút nó hay hơn ha anh em. Cụm gừng cũng được. Sát lớn nha nè, giả hữu nghị cho anh em luôn ha. Rồi, thông số luôn. Cái này một cây nha nè. Hoành thăng là 58 nha nè. Hoành thăng là 58 đó nha nè. Chiều cao là 51. Chiều cao 51. Được cái mà 40. Rồi cái mã số 8 này giá sao anh gục ơi? Rồi cái mã số 8 này giao lưu với anh em giá của nó là 5.500 luôn ha. 5.500. Hoành 58 60 mà giá 5.500 anh em ơi. Quá mềm hả nè. Ok anh gục. Rồi tiếp theo mã số 9 nha Nam. Mã số 9 là pho mai vàng. Giá mềm nha anh em, ghép vô chơi trải nghiệm nha Nam. Quá quái thế nè. Cây này anh em chơi giá đổ cũng được rồi ha anh em. Ok. Mai cũng được đổ cũng được ha. Rồi, số luôn. 25 còn thăng nha anh em. Còn eo là 25. Đế sổ là 29. Đế sổ là 29. Chị về được 93 cũng nó là 47. Chị về được 93 là 47. Rồi cái mã số 9 này giao lưu với em giá 1.700.000 ha. 1.700.000 mã số 9 vậy nè. Bao ship nè mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 10 nha Nam. Mã số 10 là pho mai vàng thân trực. Cái củ đẹp nha Nam. Quá trời củ đẹp Nam ơi. Cái này đang chỉ lập nấu nhẹ xuống ha Nam. Ok anh gục. Rồi, cho thông số luôn gục coi. Ba mươi bốn mình thăng nha anh em. Hoàng em là 34. Chị cao 71. Cái cũ là 51 anh em. Cái cũ 51. Được đến bầu 34. Rồi mã số. Rồi cái mã số 10. 10 là giao lưu với em giá cũng nó là 2.4 ha. 2.4 mã số 10 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 11 nha nè. Mã số 11 là pho mai vàng dán bay ha. Để đẹp nha nè. Lớt để chịu gì đủ ha. Để quá đẹp nè em ơi. Giá có 2 triệu ngoài ha nè. Mấy cái mai vàng giờ anh em từ 2 triệu ngoài từ ship anh em mua tiền bứng này kia. Nhưng mà anh em ở nhà mua sướng hơn đi mua ha nè. Sướng thì mua mai vàng giờ anh em vô vườn mua chứ mấy ai bán nè. Tại bên đội anh em là chuyên nghiệp mua lần số lượng nhiều nè. Nên có mấy giá này cho anh em ha. Càng qua càng lợi bán. Cả bá luôn. Ok. Cây này đẹp ở trước, đặc biệt cây bài mà nó trước nó có mấy đế trời trời chịu gì nè, mấy giá trị này anh em ha. Ok anh rồi. Thông số luôn. 39 hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 39. Cái
cũ là 53 nha anh em. Cái cũ 53. Chiều dài của nó là 70. Chiều dài là 70. Đường kính màu 40. Rồi phao mã số 11 này giá xanh gục ơi. Rồi phao mã số 11 này giao lưu với anh em giá cũng nó 2.800.000 ha. 2.800 mã số 11 nha anh em. Bao ship này mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 12. Mã số 12 là phao mã vàng phom dù nha anh em. Phom này thì lên clip anh em rất là chuộng anh em ơi. Như clip nào có phom này nói chung bán rất lẻ ha. Anh em thấy gì chứ mình lên nè, mình lập tạm mình kéo ngang ngang gì là anh em thấy không? Là mình nhìn vô thấy đường thăng luôn ha. Nó không bị trò cây anh em. Nói chung ở trên là anh em chụp cái dù ha. Tạm những cái mẫu dù cứ cứ ra là bẻ 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 ra anh em. Rất là đẹp. Tết thì đội nguyên cái nón bông nha anh em. Nhìn hay lắm. Cho nên kéo dù ngang đây là mình nhìn vô thấy nguyên cái cây thấy củ đế luôn ha. Nhưng cái tỷ lệ thấu thăng nó quá đẹp ha nè. Nó cũng không quá cao. Vừa tầm. Rồi, cho nó thông số luôn. 43 Quỳnh Thăng nha anh em. Quỳnh Thăng là 43. Cái cũ đặt của nó là 50 nha anh em. Cái cũ đặt là 50. Đó, anh em thấy cái cũ 50 như cây 50 luôn thế nè phải không? Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu là 40. Chiều cao của nó là 101 nha anh em. Chiều cao 101, 100 nha anh em. Thoát thăng nó 79 nè anh em. Thoát thăng 79. Quả vừa niêm hết nè. Hay tầm mắt luôn ha. Rồi phao mã số 12 này giá xanh gục ơi. Rồi phao mã số 12 giao lưu với anh em giá cũng nó là 3.200.000 ha. 3.200.000 mã số 12 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo cái mã số 13. Mã số 13 là phao mai tứ quý 4 mùa qua nổi nha anh em. Cây này nó cây mẫu tử ha anh em. Mẫu tử ha. Cây tử này dính liền luôn nè anh em. Ok anh gục. Dính liền luôn ha. Tứ không quý nha anh em. Mã số 13 là tứ quý ha anh em. Không tách rời ra được ha. Cây này anh em về chọt bo vô anh em chơi đã luôn anh em. Tại ok anh gục. Giá sinh viên luôn anh em. Mã số 13 là tứ quý anh em. Rồi cho anh em thông số luôn gục coi. 42 Quỳnh Thăng là cái bự anh em. Quỳnh Thăng chính là 40. 42. Tổng là 55 nha anh em. Tổng là 55 nha anh em. Ngoài lớn lắm nha anh em. Chiều cao đó là 99. Chiều cao là 99. Đường kính mẫu 40. Đường kính mẫu là 40. Rồi mã số 13 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 13 tôi quý là giao lưu với anh em giá cũng nó là 3 triệu ha. 3 triệu mã số 13 nha anh em. Bao ship nha mọi miền Tổ quốc ha. Cái mã số 13 là phải cuối cùng clip ngày hôm nay. Anh em thích lại trực tiếp với anh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em muốn hiệp dương bấm mình đăng ký kênh của cây địa hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.